Xin chào các bạn. Đối với những người thứ ba thì họ rất là quan tâm đến vấn đề là tâm lý của người đàn ông có ngừng yêu họ khi mà bị vợ ngăn cản và phát hiện ra cái việc ngoại tình với người thứ ba hay không. Nhưng mà cái câu hỏi này cũng là cái câu hỏi người vợ quan tâm nữa các bạn. Người vợ rất là quan tâm đến cái vấn đề là chồng của họ có thực sự ngừng liên lạc, ngừng yêu thương người thứ ba hay không khi mà họ đã biết ra cái việc đó. Đây là một cái mối quan tâm của hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông. Trong cái trạng thái người đàn ông đó bị phát giác ra mình đang ngoại tình, thì tâm lý của người đàn ông thứ nhất là xấu hổ này. Xấu hổ với cả hai người phụ nữ. Buồn, buồn với chính anh ta. Buồn vì bản thân anh ta không thể giải quyết, không thể chọn lựa được một cái lối đi phù hợp nhất dành cho hai người phụ nữ đang vướng mắc với chính bản thân anh ta. Và cái tâm trạng anh ta bị thất tình khi mà anh ta không gặp được người thứ ba, anh ta nhung nhớ người thứ ba, cũng như là anh ta đang ở trong một cái trạng thái say nắng, thì cái người mà anh ta nghĩ đến nhiều nhất trong cái thời điểm bị phát hiện ra cái việc ngoại tình đó chính là người thứ ba, không phải là những người vợ bạn nhé. Một cái sự thật rất là buồn cho những người vợ, đúng không nào? Nhưng mà đó là vấn đề chính. Không tin à? Bạn hỏi người đàn ông có vợ đang yêu mà bị vợ phát hiện đi, xem anh ta có nhớ thương và mong ngóng cũng như thất tình người vợ không. Anh ta không thất tình người vợ nha, mà anh ta thất tình với người thứ ba. Anh ta cảm giác nhớ nhung, anh ta muốn gặp gỡ, nói chuyện và cũng như là muốn an ủi người thứ ba, bởi vì anh ta cho rằng bản thân anh ta đã sai, đã làm những cái điều mà tổn hại đến người phụ nữ đó. Có những người phụ nữ thứ ba bị đánh ghen này, bị cắt tóc này, bị vôi, bị chét dầu hắc, bị hành hung bạo lực đấy. Thì người đàn ông có vợ kia dường như cảm thấy có lỗi với người tình của mình, vì bản thân anh ta không bảo vệ được người mà họ yêu. Đồng thời là anh ta cảm giác như bản thân anh ta không có đáng mặt đàn ông, bởi vì anh ta không thể làm được gì cho người phụ nữ anh ta đang yêu thích mà lại làm cho cô ta khổ sầu. Thì cái lúc mà anh ta buông tay, tức là anh ta đã bị phát hiện, thì cũng là cái lúc mà người đến cùng với anh ta yêu đương trong một cái cảm giác lén lút như vậy lại chịu nhiều cái sự tổn thương thiệt thòi, thì anh ta cảm thấy có lỗi. Có lỗi với vợ nữa. Anh ta có cảm giác là bị vợ phát hiện ra cái điểm xấu của mình. Anh ta mắc cỡ bởi vì anh ta có thể là luôn luôn là cái người đàn ông đạo mạo, đạo đức, được vợ ngưỡng mộ, được vợ tin tưởng, nhưng mà lại làm cho người vợ thất vọng, làm cho người vợ đau buồn bởi vì đánh mất đi tình yêu từ bấy lâu nay, cái sự tôn trọng của người vợ dành cho anh ta, khiến cho anh ta cũng có cảm giác bị quê, bị hụt hẫng. Và đặc biệt là cái chuyện này mà lan truyền cho nhiều người trong công ty này, dòng họ này, tất cả mọi người đều biết anh ta ngoại tình, thì dường như là cho dù là một người sắt đá bao nhiêu đi nữa cũng có cảm giác mình bị quê, bị xấu mặt, bị mất danh dự. Cái cảm giác ô nhục nó đến với người đàn ông đó nữa các bạn nhé. Mặc dù là bên bề mặt ngoài ấy, thì họ cố gắng tỏ ra họ là người không sao đâu, nhưng mà trong lòng của họ sóng gió trải đầy. Khi nào bạn thực sự là người có thể được người đàn ông có vợ rơi vào trong cái tâm lý vợ phát hiện ra chuyện anh ta ngoại tình, người ta trải lòng, thì bạn có thể hiểu được cái điều người đàn ông nghĩ trong cái thời điểm mà anh ta bị vướng mắc phải những cái khúc mắc về tâm lý trong cái thời gian mà khó nhất với anh ta, chính là những điều như vậy bạn nhé. Vậy thì quay trở lại với cái đề tài, vấn đề là người đàn ông đó sẽ tiếp tục liên lạc với người thứ ba khi nào? Và cũng có những người đàn ông chọn cái cách là bỏ luôn, ngừng lại cái cuộc tình sai trái đó. Và đương nhiên hôm nay chúng ta sẽ phân tích hai cái điểm. Thứ nhất là người đàn ông tiếp tục này, và người đàn ông bỏ luôn này. Thì đầu tiên chúng ta đi vào cái hướng người đàn ông tiếp tục khi nào nhé. Người đàn ông sau khi bị phát hiện ra bản thân họ ngoại tình, họ vẫn muốn tiếp tục, họ muốn tiếp tục nhé. Bởi vì sao? Họ yêu thật. Và họ cũng có cảm giác người thứ ba yêu thật họ. Cái mối tình họ đang được yêu đương, họ đang được trau chuốt, bất chợt bị người vợ phát hiện ra, thì cũng không khác gì cái chuyện mà bạn đang ăn vụng. Bạn ăn vụng là rất ngon, bạn đang ăn ngấu ăn nghiến, ăn trong một cảm giác ăn mau, ăn lẹ, ăn cho sung sướng, ăn cho thỏa cơn thèm, mà bất chợt bị người khác giành lấy cái đồ đó của bạn, không cho bạn ăn nữa. Bạn cảm giác như sao? Tức này, xấu hổ, quê bởi vì mình ăn vụng là kỳ lắm. Đấy, rồi vì cái món ăn vụng kia nó chưa ăn chán, bạn chưa ăn hết nên bạn còn thèm, bạn còn muốn ăn nữa. Đấy là tâm lý của chúng ta bình thường. Bạn cứ thử ăn vụng mà xem, bạn sẽ biết ngay tâm lý của người đàn ông ngoại tình y như vậy, y như cái trạng thái bạn đang ăn vụng.
nó vừa hồi hộp, nó vừa thích, mà nó vừa ăn nó rất là đã, ăn sướng. Mà khi mà các bạn bị ai đó phát hiện ra cái chuyện các bạn đang ăn vụng ở dưới bếp, thì các bạn có cái tâm trạng y chang như người đàn ông này. Và người đàn ông này sẽ tiếp tục quan hệ, tiếp tục nhắn tin, tiếp tục liên hệ với người phụ nữ mang tên người thứ ba kia. Khi mà họ không còn tình cảm với vợ, họ vẫn còn bị lưu luyến, họ là những cái mẫu người coi nhẹ gia đình. Họ muốn bỏ gia đình để tìm đến cái sự giải thoát của chính họ. Họ xem rằng đến với người thứ ba là đến với một chân trời mới, đến với một sự bình yên giải thoát. Khi mà sự hấp dẫn của người thứ ba, có thể gọi là của lạ ấy, rất là lớn, khiến cho người đàn ông kia bị nao núng, bị sao lãng cả gia đình, quên hết đi tất cả mọi thứ. Và dường như ở bên cạnh người thứ ba, anh ta tìm thấy những cái điều mới lạ mà bấy nhiêu lâu nay anh ta không tìm thấy. Cái khoảng thời gian hôn nhân của một số người vợ đấy kéo dài từ 10 năm, 20 năm, thậm chí 25 năm, 30 năm, là người đàn ông đó đã cảm thấy có cái điều nó quen thuộc. Sự nhàm chán nó đã lên ngôi rồi. Cho dù bạn có tốt bao nhiêu đi nữa, cho dù bạn có hành xử đúng bao nhiêu nữa, thì bản chất của những cái sự việc đã và đang diễn ra nó cũng đã cũ rồi. Một chiếc xe mua 30 năm thì làm sao mà nó mới và nó đẹp và nó hấp dẫn bằng cái xe mới mua ngày hôm qua được, đúng không ạ? Con người chúng ta cũng vậy các bạn. Không phải là chúng ta đánh đồng tất cả những cái điều mới và cũ, nhưng mà tâm lý con người ta nó là như thế. Nó luôn luôn chuyển biến với những cái điều mới lạ. Nhân viên mới vào công ty, ai cũng tập trung đến người đó hết. Bạn trước đây cũng đã từng là một nhân viên mới, nhưng ngày nay bạn trở thành một nhân viên kỳ cựu, chuyên nghiệp lâu năm rồi, thì ít ai để ý đến bạn, bởi vì bạn có thâm niên rồi. Còn một nhân viên mới, cho dù là một bé trai hay bé gái vào công ty, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào, thì một lạ bằng tá quen. Đó là những cái điều tâm lý con người diễn ra, tập trung vào cái mới đó là cái lẽ đương nhiên các bạn. Tâm lý con người là như thế, không có gì bất bình thường hết. Và khi của lạ kia yêu người đàn ông có vợ, dường như là người đàn ông có vợ kia lại càng khó bỏ hơn, càng lưu luyến hơn. Khi mà anh ta đã làm tổn thương một người phụ nữ mà khiến cho anh ta yêu, anh ta ở một cái nơi rất là xa, làm việc xa vợ này, thì cái cảm giác lén lút muốn yêu đương một ai đó khác vợ, là một người chia sẻ với anh ta vào những cái ngày tháng mà không có vợ bên cạnh, dường như với anh ta là một cái động lực trong cuộc sống đấy nhá. Làm cho anh ta có sự hưng phấn này, làm cho anh ta vui vẻ lạ thường. Anh ta vẫn biết mình đang có vợ chứ, anh ta vẫn biết mình đang có gia đình, có con này, nhưng mà cái niềm vui đấy anh ta không cưỡng lại được. Tức là anh ta vẫn muốn đi về hướng người phụ nữ mang tên người thứ ba kia. Và anh ta bị thôi thúc, bị cuốn hút, và anh ta thật sự tìm thấy niềm vui khi mà yêu người đàn bà mang tên người thứ ba kia. Với người đàn ông, cái bản chất là lăng nhăng và tâm lý lại yếu đuối trong việc lựa chọn. Chính vì vậy mà họ bị rơi vào vòng xoáy tình yêu với người thứ ba. Vì cái máu ham gái lạ, vì cái máu mà tham lam lại không có thể giải quyết được những vấn đề trong cái sự ích kỷ của bản thân, thì anh ta cũng bị rối bời nhé. Anh ta cũng bị suy nghĩ, anh ta cũng phải bị đau lòng, anh ta cũng phải bị phân vân, anh ta cũng bị trăn trở đó đấy. Chứ không phải là không đâu. Nhưng mà đặc biệt đối với người đàn ông mà có tinh thần trách nhiệm này, có đạo đức làm người này, thì những cái vấn đề này giằng xé anh ta khủng khiếp lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Với lại có một cái trạng thái như thế này nữa các bạn. Đàn ông á, đến một cái giai đoạn nào đó, người ta muốn được thử thách làm trai hư, playboy. Tức là từ trước giờ họ là một người rất là chỉnh chu, rất là đàng hoàng, người ta giữ bản thân họ rất là tốt. Bất chợt họ gặp một người thứ ba như trong mộng, hoặc là họ thương cảm trong một hoàn cảnh nào đó bất hạnh trong cuộc đời, bị chồng đánh đập, bị chồng không có yêu thương, mà người phụ nữ đó bám víu vào anh ta như là một thần tượng, như là một cái dây leo níu giữ cô ta trong cái lúc cô ta hoạn nạn. Thì dường như cái nam tính của người đàn ông đó muốn tràn ra để bảo vệ người đó, trong cái lúc mà lắng nghe câu chuyện của người ta, trong cái lúc mà muốn làm những cái điều tốt đẹp và muốn làm cho người phụ nữ đó bớt buồn, thì người đàn ông đó yêu người phụ nữ kia từ lúc nào không hay. Bởi vậy có rất là nhiều người phụ nữ đang trong cái tình trạng ly hôn mà lại tâm sự cái chuyện của mình với người đàn ông có vợ, là cái mối tình đó rất là dễ dính vào nhau, xa vào nhau, bám chặt lấy nhau luôn, không gỡ ra được luôn đấy. Có một số người đàn ông vào cái giai đoạn tuổi trung niên thì bị những cái vấn đề liên quan đến rối loạn về tinh thần suy nghĩ về tình dục. Tức là tự nhiên trở nên nghiện sét, suy nghĩ nhiều về sét để làm gì? Có một người thứ ba muốn phục vụ cho họ, muốn làm cho người thứ ba của họ sung sướng, nên người đàn ông này kỳ công tìm hiểu về những cái vấn đề đó để mang lại cho người tình của họ những phút giây thật là sung sướng bên cạnh họ.
đó là người đàn ông đã cố công làm cho người thứ ba vừa lòng, làm cho người thứ ba được sung sướng trong những cái giây phút ân ái, thì người đàn ông này có cái suy nghĩ là yêu thật người thứ ba kia đấy, vì không muốn người tình của mình chê mình là kém cỏi này, vì luôn muốn người tình mình được hạnh phúc khi ở bên mình, thì họ sẽ cố công làm điều đó cho người phụ nữ họ yêu. Và những người đàn ông sẽ tiếp tục quay lại và tìm kiếm người phụ nữ kia khi mà họ có môi trường. Hiểu rõ môi trường ở đây là các bạn. Môi trường đó là một cái không gian gặp gỡ, hoặc là họ đi làm xa và cái nơi xa cách đó nó khác nhiều tỉnh quá, thì cho dù họ có ngoại tình thì cũng không ai biết. Và được cái sự đồng thuận của người thứ ba chấp nhận, họ biết thừa là người đàn ông kia có vợ nhưng mà người thứ ba vẫn chấp nhận, thì khả năng người đàn ông này yêu người thứ ba này sẽ kéo dài và lâu và khó bỏ. Trừ khi mà người thứ ba quyết tâm bỏ anh ta thì khả năng anh ta muốn tiếp tục sẽ không được thực hiện. Và có một số người đàn ông khi mà sống xung quanh cái môi trường mà thấy những người đàn ông khác ngoại tình, và họ mặc nhiên cho rằng cái việc ngoại tình là một cái chuyện hết sức bình thường. Và đặc biệt có những người đàn ông không như thế này nhé các bạn nha. Có những người đàn ông khi mà thấy những người đàn ông khác nói về vấn đề ngoại tình, họ trong thâm tâm họ rất là xem thường những người đàn ông đó, cho dù người đàn ông đó có chức cao vọng trọng hay là một người có học thức cao nữa, mà không coi trọng giá trị về gia đình. Thì bản thân có một vài người đàn ông, có một số nhóm người đàn ông rất là xem thường cái việc ngoại tình, và đối với họ ngoại tình là một cái điều rất là xấu xa, có thể xem ngoại tình là tội ác, và họ không muốn dính vào cái tội ác đó, bởi vì ngoại tình sẽ làm tổn thương vợ, làm tổn thương con và hủy hoại chính bản thân họ. Do đó có một số người đàn ông vẫn mang cái suy nghĩ là không muốn ngoại tình, và họ rất là định kiến và rất là ghét người đàn ông ngoại tình bạn nha, chứ không phải là người đàn ông nào cũng ngoại tình đâu. Còn bây giờ mình đi đến cái hướng phân tích là đối tượng người đàn ông sẽ bỏ người thứ ba vì sao và khi nào và tại sao họ lại chọn cái cách bỏ. Người đàn ông sau khi mà bị phát hiện lỡ say nắng, lỡ yêu, hoặc là lỡ mến mộ một cái cô gái hoặc là đồng nghiệp nào đó, hoặc là lỡ ngoại tình ngủ với người phụ nữ là đồng nghiệp cấp dưới của mình một lần hoặc là hai lần, nhưng mà họ bất chợt bị vợ phát hiện, hoặc là có một cái lý do gì đó khiến cho họ phải cảnh tỉnh, hoặc là tự bản thân họ cảnh tỉnh, họ sẽ muốn chấm dứt cái cuộc tình này bằng cái cách là họ sẽ làm ngơ, họ sẽ giãn cái lịch gặp gỡ người thứ ba ra để cho người thứ ba kia yêu thật và đau đớn vô cùng. Bởi vì sao? Họ có lương tâm, và lương tâm của họ có rất là nhiều răng, răng nó rất là sắc và nhọn, nó cắn vào con người của họ làm cho họ đau khổ vì họ đã và đang làm những cái điều tồi tệ và xấu xa. Họ biết và nhận thức được nên họ muốn chấm dứt và ngừng lại tất cả những hành vi của họ. Và tâm lý của người đàn ông khi mà muốn ngừng lại, bởi vì sao? Họ nhận ra sai lầm, họ muốn chỉnh sửa và họ muốn chuộc lỗi, do đó họ sẽ hướng về gia đình nhiều hơn. Bằng chứng là có một số anh lỡ ngoại tình rồi đấy. Trước đây thì trên điện thoại của anh ta thì không hề để hình vợ con đâu, nhưng mà khi anh ta lỡ ngoại tình rồi, anh ta muốn bản thân anh ta có nhiều sức mạnh hơn, anh ta để cái hình desktop cũng là vợ của anh ta, để hình trên bàn làm việc cũng là hình vợ con của anh ta, để hình trên điện thoại cũng là vợ con của anh ta, để mỗi lần anh ta lướt trên điện thoại anh ta luôn nghĩ và nhớ đến vợ con của anh ta luôn ở mọi nơi mọi lúc, gia đình với anh ta là quan trọng. Đó chính là người đàn ông đã phân định rõ ràng trong cái việc lựa chọn gia đình hay là tình nhân, người vợ hay người tình, trong suy nghĩ của anh ta đã có cái sự chọn lựa rất là rõ ràng và dứt khoát. Và những người đàn ông có khả năng chấm dứt hết với người tình nhân của họ khi mà bị vợ phát hiện, hoặc là một cái hoàn cảnh nào đó mình không biết được, có thể là do bạn của họ phát hiện được, hoặc là họ đọc một cái câu nào đó mà khiến cho họ đang suy nghĩ rằng cái việc họ làm là sai, thì họ là những người đàn ông có khả năng khống chế với sếp, họ có thể tự thủ dâm, họ có thể tự làm cho bản thân họ giải phóng năng lượng mà không cần người thứ ba, và họ chấp nhận người vợ của họ cho dù người vợ của họ rất là xấu, và họ chỉ có thể đạt được cái mức thỏa mãn về tình dục mà 5 điểm thôi, trung bình thôi, chứ chẳng thể nào được thoải mái và sung sướng hơn khi mà ngoại tình với một em gái mưa, một người thứ ba, và cái cực đỉnh của họ sẽ đạt đến mức 8 9 điểm. Nó chỉ khác nhau ở cái mức cảm xúc về cái vấn đề thăng hoa tình dục thôi. Thì họ bắt đầu có khả năng khống chế về tình dục và họ chấp nhận và quay trở lại với gia đình. Quay đầu là bờ, lúc này người đàn ông đã chọn vợ của mình và con của mình và gia đình của mình, và họ nghĩ rằng cái chuyện ngoại tình này sẽ có một lúc nó phát tác đến cái vấn đề là người thứ ba có thai,
hoặc là người thứ ba làm loạn lên, hoặc là vợ họ biết, gia đình họ sẽ bị ly hôn và bản thân người thứ ba kia anh ta cũng không thể lấy làm vợ được, thì mọi thứ bể đổ nó xảy ra làm cho anh ta mất hết tất cả danh dự, mất hết cuộc sống và mất hết ý nghĩa trong cái sự lựa chọn mà anh ta đã chọn một người vợ rồi mà lại không giải quyết được vấn đề hôn nhân của mình mà lại sa ngã vào một quan hệ khác. Thì đó chính là một cái mớ bòng bong do chính anh ta là người yếu đuối không dứt ra được. Thì trong một cái lúc mà anh ta định hình lại, đối diện với lương tâm, đối diện với đạo đức làm người và đối diện với một ai đó, có thể là một nhà tư vấn hoặc là đối diện với một người mà là thầy tu hoặc là một cha xứ, thì người ta sám hối, người ta nghĩ rằng bản thân người ta phải thay đổi và chấm dứt ngay cái chuyện này ngay. Thì đó chính là lý do mà người đàn ông đoạn tiệt với người thứ ba một cách rõ ràng và dứt khoát nhất. Và trong một cái tình huống khi người đàn ông được thay đổi môi trường, tức là ở trong một cái môi trường khó có cơ hội ngoại tình, ví dụ như thế này nhé, ở Việt Nam thì rất là dễ ngoại tình các bạn. Đi ra ngoài uống bia ôm là một cô gái lúng la lúng liếng đá mắt đưa tình, anh ơi, làm thấy ghê không? Liếm ngón tay để mà thể hiện ra cái sự quyến rũ hoặc là phô diễn, à, bưởi của em nè, anh ơi bưởi của em nè. Đó. Chính vì những người phụ nữ đã có cái ý đồ muốn người đàn ông đến với mình, chiếm hữu mình, nên là cái khả năng của người đàn ông được mời chào, được khiêu khích, được muốn thể hiện khả năng chinh phục lòi ra. Thì cái thằng đàn ông, trong người đàn ông nó trỗi dậy và nó muốn chiếm đoạt. Vì người đàn bà kia khiêu khích, ơi, anh đến với em đi, anh đến với em đi. Những cái lời mời chào như vậy, dù là tín hiệu xanh hay là kín đáo cỡ nào đi nữa, mà trong cái ánh mắt của người đàn ông người ta vẫn nhận ra chứ. Đàn ông với đàn bà thích nhau nhìn sơ là biết rồi, chứ không có thể nào mà nói là không biết được, vô lý. Cái đó mà không nhận biết được thì gọi là đau rồi chứ còn gì nữa. Người bình thường là biết ngay, nhìn vô là biết ngay ai thích ai rồi. Thì chính vì cái môi trường có khả năng tiếp cận, cái môi trường làm cho họ dễ bị sa ngã, thì cái chuyện ngoại tình nó xảy ra nhiều hơn. Ví dụ như là bạn đến nước Nhật đi ha, bạn rất là khó gặp được cái hình ảnh mà người phụ nữ Nhật bản mà đưa cái trái bưởi của mình ra, em anh ơi, bưởi của em là cam của em là quýt của em là chanh của em là không có. Mặc dù là chúng ta vẫn thấy những cái bộ phim set của Nhật rất là nhiều, nhưng mà phải nói rằng phụ nữ Nhật Bản không có như vậy, thậm chí họ còn rất kín đáo nữa là khác. Nhưng ở đây phải nói rằng cái môi trường một cái đất nước mà văn minh, ví dụ như là nhiều đất nước khác văn minh như Nhật, Mỹ, Canada, những cái vấn đề ngoại tình vẫn có, nhưng mà khả năng môi trường tiếp cận rất là khó, bởi vì con người của họ có nghĩa là cái khả năng tiếp cận nó khó hơn là ở Việt Nam chúng ta. Cái đó là một thực sự. Nếu các bạn đã có sự trải nghiệm đi nhiều nơi, đến nhiều nước, các bạn sẽ nhìn thấy cái khả năng mà sa ngã vẫn là ở những cái nước mà có cái trình độ, nói sao ta, nói vậy thì nó đâm ra là mình phân biệt thì không đúng, nhưng mà thực sự ra cái sự phân biệt đó là có hợp lý, có cơ sở bạn nhé. Đó chính là cái môi trường mà khiến cho nhiều người có cái khả năng sa ngã và cho phép mình sai, đặc biệt là những anh mà Việt Kiều mà từ bên nước ngoài về Việt Nam là khả năng ngoại tình, là tìm em gái mưa, tìm dịch vụ rất là nhiều. Đó là một thực tế, là một sự thật. Và trong cái phần chia sẻ của mình trong ngày hôm nay đã làm cho tất cả mọi người, chúng ta sáng rõ được hai cái điểm là người đàn ông có ngừng yêu người thứ ba hay là tiếp tục với người thứ ba sau khi mà bị vợ phát hiện. Bạn nhé, có hai kiểu dạng, tiếp tục và ngừng hẳn và không tiếp tục nữa bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe cái phần chia sẻ của mình trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau ạ.